Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vợ ông Trịnh Văn Quyết là ai? Vì sao phu nhân ông Quyết không bị tóm cùng chồng? Cho đến nay thì đã có 4 người trong tập đoàn FEC bị khởi tố. Trong 4 người ấy thì hết 3 người là thuộc gia đình họ ông Trịnh Văn Quyết. Việc Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh vào gia đình ông Trịnh Văn Quyết rất mạnh như thế, nhưng tên tuổi của phu nhân ông Quyết vẫn không được nhắc đến. Đây là trường hợp rất lạ mà nhiều người thắc mắc. Vậy là lý do vì sao như thế? Vì sao một người phụ nữ thân cận nhất của ông Quyết lại không bị bắt hoặc liên quan gì? Có ý kiến cho rằng bộ ngũ đánh vào FEC chứ không phải đánh vào gia đình ông Quyết. Tuy nhiên cũng có quan điểm là bộ ngũ quyền lực đánh vào ông Trịnh Văn Quyết chứ không phải đánh vào FEC. Dù là quan điểm thế nào thì việc bắt 3 người trong cùng dòng họ của Trịnh thì quan điểm cho rằng 5 nhân vật quyền lực nhất của Bộ Chính trị nhắm vào gia đình ông Quyết là có cơ sở. Mỗi lần bắt người là cơ quan điều tra sẽ soi rất kỹ các mối quan hệ làm ăn của ông Quyết và vai trò của những người thân của ông tại công ty mà ông đang làm chủ. Soi là như vậy, nhưng vẫn có tên. Vợ ông Quyết không hề có tên. Đây là hình ảnh ông Trịnh Văn Quyết. Vợ ông Trịnh Văn Quyết, một phụ nữ đầy bí ẩn. Nhiều năm nay, tên tuổi của ông Trịnh Văn Quyết đang nổi như cồn. Tuy nhiên, nếu hỏi vợ ông Quyết là ai thì chắc chắn đa phần sẽ không biết. Vậy vợ ông Quyết là ai vậy? Vợ ông Quyết là bà Lê Thị Ngọc Diệp. Bà Diệp được biết sinh năm 1979, tuổi Kỷ Mùi, là một người phụ nữ rất kín tiếng. Bà Diệp từng là cổ đông của FEC Farcross. Tuy nhiên, vào năm 2021, bà rút hết vốn khỏi doanh nghiệp và hiện không còn là cổ đông của FEC Farcross nữa. Trong thời gian bà Diệp đăng ký thoái vốn, trên thị trường chứng khoán có 28.084.000 cổ phiếu ROS được giao dịch với thỏa thuận tổng giá trị lên đến gần 1.059 tỷ đồng Việt Nam. Với việc bán gần 26,7 triệu cổ phiếu, ước tính bà Diệp thu về khoảng 1.000 tỷ đồng. Được biết, từ khi ông Trịnh Văn Quyết trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của FEC Farcross vào ngày tháng 5 năm 2017, thì bà Lê Thị Ngọc Diệp không công bố thông tin đăng ký mua vào cổ phiếu nào vào 4 năm sau, và đó bà đã thoát vốn hoàn toàn. Đây là hình ảnh bà Lê Thị Ngọc Diệp và ông Trịnh Văn Quyết lúc còn trẻ. Nói về cổ phần trong công ty FEC Farcross, thì em gái ông Trịnh Văn Quyết là bà Trịnh Thị Minh Huế sở hữu tới 1,2 triệu cổ phiếu Farcross, tương đương với 42 tỷ đồng. Bà Huế mua số cổ phiếu này từ tháng 5 năm 2018. Một người em gái khác của ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga cũng đang sở hữu 600.000 cổ phiếu ROS. Như vậy, cổ phiếu của hai người em gái của ông Quyết ít hơn cổ phiếu của vợ ông tại FEC Farcross. Và có thông tin là vào cuối năm 2019, khi Bamboo LA tăng vốn từ 2.200 tỷ đồng lên 4.050 tỷ đồng. Sau khi tăng vốn, một vài dữ liệu cho thấy ông Trịnh Văn Quyết cùng phu nhân là bà Lê Thị Ngọc Diệp đã thế chấp lượng lớn cổ phần của doanh nghiệp này, mã chứng khoán là BAV, tại Ngân hàng Quốc dân và Ngân hàng Thương mại Phương Đông. Được biết, hiện nay vợ ông Trịnh Văn Quyết đang công tác tại Ngân hàng Lộc Tứ Phát triển BIDV. Vợ chồng ông Quyết và bà Diệp có 3 người con trai. Mặc dù vợ ông Trịnh Văn Quyết là một trong những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, nhưng lại vô cùng bí ẩn và hiếm khi xuất hiện trên báo chí. Theo tờ báo Cafebiz, thì bà Lưu Nga, một doanh nhân nổi tiếng, cho biết bà và bà Diệp là bạn đồng niên học chung khóa K39, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Hai người chơi với nhau bằng những kỷ niệm thời sinh viên yêu dấu, không bao giờ liên quan đến công việc. Đây là hình ảnh doanh nhân Lưu Nga. Theo bà Nga thì bà Diệp là người không bon chen, không tiêu pha nhiều, không có khoảng cách với các bạn và cũng không quan cách gì cả. Trong mắt bà Nga, bà Diệp luôn bình dị như thời sinh viên. Bất kể khi bạn bè nhắn tin nhờ việc gì, bà Diệp cũng làm rất nhanh và làm toàn những việc như một nhân viên rất thành thạo. Và điều đó khiến nhóm bạn bè của họ rất vui và tự hào. Phu nhân của ông Trịnh Văn Quyết là như thế. Đấy là bản tính, là nhân cách. Tuy nhiên, trong vấn đề đối phó với quan chức năng, thì xem ra bà Diệp mới là điều đáng nói. Bà rất khôn ngoan. Việc bà thoái vốn hoàn toàn khỏi FEC Farcross để giờ đây khi mà ông Trịnh Văn Quyết và hai người em bị bắt vào khám, thì bà vẫn bình chân như vậy.
Vụ việc ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FEC bị bắt và khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán, thì việc thoái vốn khỏi FEC Faros của bà Lê Thị Ngọc Diệp mới được nhiều người thừa nhận là đúng đắn. Làm kinh doanh là không nên để hết tất cả trứng vào cùng một giỏ. Nghĩa là gia đình ông Trịnh Văn Quyết cần phải có người bên ngoài của doanh nghiệp, thì khi có biến thì còn có vốn, còn người mà kinh doanh hoặc gây dựng trở lại. Và ông Trịnh Văn Quyết đã đúng khi tuân thủ theo nguyên tắc kinh doanh này. Không biết chủ trương này là của ai, cũng có thể là của ông Quyết, cũng có thể là của bà Diệp. Tuy nhiên, dù là ai, thì đây cũng là sự chuẩn bị tình huống xấu nhất. Và điểm này, gia đình ông Quyết làm rất tốt. Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn xem bản tin Vì sao Nga bị đánh hội đồng. Sau khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine bùng nổ với việc Nga đưa quân xâm lược nước này, thì hành vi ăn cướp của Nga đã bị các thế giới phương Tây phá vỡ nhận thức của rất nhiều người, khiến họ cảm thấy lo lắng mãnh liệt và sâu sắc. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Anh Boris Johnson vào hôm 9 tháng 4 đến Ukraine gặp Tổng thống nước này Zelensky. Thứ nhất, trước đây, mọi người thường tin rằng tất cả các nền tảng công cộng là trung lập và sẽ không bị gián đoạn cho dù có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, một số nền tảng được gọi là công cộng đã ngay lập tức tuyên bố tham gia vào các lệnh trừng phạt chống lại cuộc xâm lược của Nga đang nhằm vào Ukraine, mới gây ra cái chết của hàng chục ngàn người, trong đó có binh lính của hai bên. Một số lượng lớn các nhà khai thác dịch vụ Internet nước ngoài do Hoa Kỳ đứng đầu đã công bố các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và thực hiện một hành động ngắt kết nối chống lại Nga. Sau đó là việc loại bỏ các ngân hàng lớn của Nga khỏi hệ thống SWIFT do Hoa Kỳ kiểm soát, khiến các ngân hàng lớn của Nga không thể thực hiện được các giao dịch và thanh toán toàn cầu. Điều này đã khiến cho kinh tế Nga suy sụp trầm trọng. Và cả hệ thống như các thư mục gốc của mạng và hệ thống thanh toán bằng đô la Mỹ đều được gọi là nền tảng công cộng do Hoa Kỳ kiểm soát. Một khi chiến tranh nổ ra, tất cả sẽ trở thành vũ khí chiến tranh, thậm chí trở thành nhân tố mấu chốt, quyết định thắng bại. Độ phụ thuộc vào các hệ thống này càng lớn thì mức độ thiệt hại càng sâu. Đây là hình ảnh ngân hàng của Nga đã bị cắt đứt ra khỏi hệ thống SWIFT thanh toán quốc tế toàn cầu, khiến cho nhiều công ty lao đào và thậm chí phá sản nhanh chóng. Thứ hai, một số tuyên truyền trước đây nói rằng các vệ tinh trong không gian là an toàn và sẽ không bị tấn công, và chiến tranh không gian sẽ không nổ ra. Tuy nhiên, ngay sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, một nhóm hacker bí ẩn, nhưng cũng rõ ràng đó có thể là hành vi quân đội của một số tổ chức chính phủ, đã tấn công vào trung tâm điều khiển vũ trụ của Nga và tuyên bố đóng cửa trung tâm vũ trụ của Nga và thành công làm cho toàn bộ vệ tinh của Nga mất kiểm soát. Trung tâm kiểm soát không gian của Nga cho biết nó thực sự đã bị tấn công, nhưng hệ thống an ninh đã tự động che khuất cuộc tấn công và đẩy lùi nó. Điều này có cho thấy rằng chiến tranh đã mở rộng ra ngoài không gian mạng. Và các trận chiến không gian vẫn luôn được tiến hành khắp nơi, bất kỳ lúc nào, làm đến sự nghẽn mạch rất lớn tại Nga. Đặc biệt, những trang web của chính phủ, của ngân hàng Nga thường xuyên bị tấn công. Thứ ba, mọi người thường tin rằng ngân hàng ở các nước phương Tây an toàn hơn ngân hàng trong nước, và các nước phương Tây rất coi trọng quyền bất khả xâm phạm của tài sản tư nhân. Nhưng sau khi chiến tranh Nga và Ukraine nổ ra, các nước Tây phương đột nhiên bộc lộ hành vi trừng phạt một cách nhanh chóng. Chính phủ và các doanh nghiệp của nước Nga đã bị đóng băng các tài khoản, ngay cả du thuyền sang trọng và tư gia của người Nga ở nước ngoài cũng bị tịch thu. Theo thống kê sơ bộ, tổng số tài sản Nga ở nước ngoài bị các nước phương Tây phong tỏa lần này là khoảng 8.000 tỷ đô la Mỹ, một con số khổng lồ. Đây là hình ảnh du thuyền đắt giá vài trăm triệu đô la của các tỷ phú Nga đã bị thu giữ. Thứ tư, trong ý thức của mọi người, Thụy Sĩ là một quốc gia trung lập, an toàn tuyệt đối khi cất giữ tiền ở đây. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ, Thụy Sĩ đã ngay lập tức từ bỏ quan điểm trung lập, tuyên bố tham gia vào lệnh trừng phạt chống lại Nga và đóng băng tất cả các quỹ của Nga trong các ngân hàng tại Thụy Sĩ.
và những tài sản ở đây không còn an toàn với Nga nữa. Thứ năm, sau khi chiến tranh, Nga-Ukraine bùng nổ với việc Nga đưa quân xâm lược Ukraine. Hầu như tất cả các công ty công nghệ cao của Mỹ và các nhóm phương Tây đều tuyên bố tham gia các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, cắt đứt nguồn cung cấp chip và tất cả các sản phẩm công nghệ cao cho Nga, làm cho nền công nghiệp nước này gần như tê liệt. Hệ thống Starlink của Elon Musk cũng tham gia vào lệnh trừng phạt chống lại Nga và ủng hộ Ukraine. Hãng Apple cũng tham gia vào các lệnh trừng phạt, và độ sâu và bề rộng của lệnh trừng phạt công nghệ mà phương Tây áp đặt lên Nga nằm ngoài sức tưởng tượng của rất nhiều người. Lệnh trừng phạt được áp dụng cho bất cứ thứ gì có thể gây nhức nhối hoặc làm cho kinh tế Nga suy sụp. Mọi thứ đều có thể được áp dụng đến cùng. Tuyên bố khoa học không có biên giới dường như bây giờ đã bị đình trệ với cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Thứ sáu, nhiều người cho rằng dư luận phương Tây sau khi cuộc chiến của Nga và Ukraine diễn ra thì toàn bộ họ đã biến thành một cỗ máy chiến tranh dư luận với Nga. Các nền tảng Internet lớn của Hoa Kỳ, châu Âu đã đóng các kênh truyền thông bên ngoài của Nga. Họ kiểm soát toàn bộ việc phát tán dư luận, hướng dẫn dư luận theo hướng mà các chính phủ các nước phương Tây muốn chia sẻ. Đây là hình ảnh các kênh truyền hình nhà nước Nga bị cấm cửa trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu, gây nên cuộc chiến truyền thông ngày một dữ dội. Và ngược lại, Nga cũng cấm cửa rất nhiều mạng xã hội tại đây. Và thứ bảy là còn nhiều biện pháp khác, ví dụ như ngành thể thao, văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc đã áp dụng lệnh trừng phạt đối với Nga. Điều đó cho ta thấy tầm ảnh hưởng và sự kiểm soát của các nước phương Tây sâu rộng đến thế nào đối với các hoạt động trên toàn cầu, đặc biệt khi họ nhắm vào Nga khi nước này gây ra cuộc chiến tại Ukraine. Trước đây, những vấn đề này dường như không liên quan đến chính trị, nhưng sau khi chiến tranh nổ ra thì chúng trở thành vũ khí. Và những điểm trên cho chúng ta thấy một cảm giác rằng bây giờ chúng ta sẽ thực sự nhận ra cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là một cuộc chiến tranh toàn diện. Và với việc các tập đoàn của Mỹ và phương Tây không chỉ viện trợ vũ khí và tiền bạc Ukraine mà còn tiến hành cuộc chiến này chống lại sự bành trướng của nước Nga. Và điều này dường như chưa có điểm dừng khi ông Putin vẫn ra lệnh tiến quân và bắn phá vào lãnh thổ Ukraine trong thời gian tới.